Vâng, Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa cô chú anh chị em, kính chúc cô chú anh chị em một buổi tối thật nhiều sức khỏe. Một thông tin cực kỳ chấn động nữa quý vị, đây là cái clip cuối của sư huynh Campuchia trong cái năm nay, để mà tiết lộ ra một cái dấu hiệu của cơ năng diệt. Mà một khi cái dấu hiệu này đó quý vị xuất hiện đó, thì thế giới sẽ gặp một cái nạn tai cực kỳ lớn luôn. Và sư huynh cũng sẽ tiết lộ một cái người cực kỳ quan trọng, có một cái sứ mệnh đặc biệt hiện tại ở bên nước ngoài, thì tháng 3, tháng 4 của năm Thìn sắp đến là sẽ về Việt Nam để mà cứu rỗi bà con thoát khỏi những cái nạn đói đau, chiến tranh, đói khóc này kia. Thì một cái người này là như thế nào thì sư huynh, ông lão Campuchia sẽ chia sẻ cho chúng ta được biết. Cô chú anh chị em cố gắng nghe hết cái đoạn video giùm đệ, một cái video cực kỳ hay, cực kỳ bổ ích cho quý vị luôn. Một thông tin cực kỳ quan trọng, nếu như mà chúng ta muốn tiến xa hơn đường tu bắt buộc phải nghe hết cái đoạn video này quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị nhiều ạ. Nam Mô Di Đà Phật. Ở trên quả địa cầu của chúng ta thì đó chính là cơ tạng diệt đã đến gắt gẹt với chúng ta. Cái cơ sàng lọc mà ở trong Kinh Thánh nói là Ngài Sabrot, hoặc giả như là hoặc giả như là cái câu nó cũng gần như là cái câu là cơ tạng diệt mà để sàng lọc lại đó. Thì cái dấu hiệu này á là chỉ có hành tinh của chúng ta, là trên quả địa cầu của chúng ta, khi nổ Big Bang mà nó tạo ra quả địa cầu thì dấu hiệu này xuất hiện ở trên không gian, là quả địa cầu của chúng ta, tất nhiên là cái nơi chúng ta đang sống hiện tại đây, thì là được một sự ưu ái của cha Ngọc Hoàng Thượng Đế cho chúng ta thấy được, biết được khi nào hành tinh của chúng ta xuất hiện cái dấu hiệu này là cơ tạng diệt đã đến. Và cái cơ tạng diệt này đó là một cái mà cái lần này á, khi nào mà xuất hiện cái dấu đó thì tất cả những tinh trời hoặc tất cả những hành tinh trên cái trong cái vũ trụ này đều phải sàng lọc và tạng diệt hết tất cả, chứ không phải riêng một cái quả địa cầu của chúng ta. Cho nên ở đây tôi muốn nói lên một cái vấn đề, người tạo ra quả địa cầu và tất cả những hành tinh trên cái vũ trụ và hành tinh ở trên cái cõi đời này đó, thì chỉ có một người duy nhất thôi, đó chính là cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, là vì một đấng tối cao lớn nhất, tất cả không ai cai quản hết tất cả đó, muôn loài và vạn vật, thì cha Ngọc Hoàng Thượng Đế là lớn nhất, cai quản hết tất cả, là vua của vũ trụ, vua của nhân loại, vua của tất cả những hành tinh. Thì đây tôi muốn xin nhắc lại một điều là ngày xưa về Đức Thầy, thì có một số tín đồ hỏi Đức Thầy là khi chuyện xảy ra thì mình đi trốn núp, đi núp trốn ở chỗ nào, thì Đức Thầy có chỉ ra bàn ông thiên là chúng ta sẽ đi ra bàn ông thiên để trốn. Thì đây là ý Đức Thầy muốn nói lên là chỉ có cha trời là người được xóa tội chúng ta thôi, tha lỗi cho chúng ta, tha tội cho chúng ta thôi, chứ ngoài cha trời ra thì Phật thánh tiên cũng không ai mà tha tội cho nhân loại chúng sanh được, chỉ có cha trời là người tha tội cho chúng ta thôi. Cho nên chính từ cái vấn đề này mà Đức Thầy chỉ chúng ta phải ra bàn ông thiên, là để là coi như là ăn năn sám hối bản thân mình, là ở bàn ông thiên. Khi chúng ta ra bàn ông thiên thập giác thì chúng ta sẽ cầu nguyện và ăn năn sám hối cái bản thân của chúng ta, những chuyện làm bậy mà chúng ta đã gây ra, là chúng ta ăn năn sám hối với Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, đó là cha trời. Thì tôi xin nhắc lại, chỉ có cha trời mới xóa tội được cho chúng ta, tha thứ cho chúng ta thôi, còn ngoài ra Phật thánh tiên không ai được có cái quyền đó. Thì ở đây tôi muốn nói là một cái vấn đề này, giống hình như trong cái gia đình của chúng ta, thì người tạo ra chúng ta, sanh thập cho chúng ta, đó là cha mẹ chúng ta. Còn khi chúng ta lớn lên, chúng ta đi ăn học, người dạy chúng ta chính là thầy của chúng ta. Thì ở đây tôi muốn nói một điều
nó cũng giống hệt như vậy. Cha trời là người tạo ra quả địa cầu, tạo ra tất cả vạn vật và loài người của chúng ta sinh sống ở trên quả địa cầu này. Thì vì đó chính là cha của chúng ta, là cha trời thượng đế. Còn Phật, thánh tiên, đó là những cái vị thầy của chúng ta, dạy dỗ cho chúng ta những cái con đường để cái bằng là tránh đi những cái tội ác, để tránh xa cái địa ngục được, chúng ta được trở về với cái cõi mà chúng ta đã trước đây chúng ta đã từng ở đó, và chúng ta sẽ quay về đó. Đó là cõi trời, là cha trời sẽ mang tất cả mấy con của như chúng ta sẽ trở về. Mà nếu như chúng ta sẽ làm những chuyện đúng, không làm những chuyện bậy, và những chuyện bậy chúng ta sẽ biết ăn năn sám hối, thì chúng ta sẽ được trở về cái cõi trời. Thì nếu mà nói như vậy đó, thì cái dấu hiệu này là cái dấu hiệu gì, thì chút nữa tôi sẽ chia sẻ cho quý vị. Mà người bây giờ tôi xin được phép nói lên là cái người mà cho chúng ta biết cái dấu hiệu này là cái dấu hiệu gì, thì Đức Thầy có nhắc đến người này hay không, hoặc giả như là sấm của Ngài Trần Trình có nói đến người này hay không, thì hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị về một bài sấm của Đức Thầy. Đức Thầy đã viết cái này rất là lâu, mà bài sấm này lúc Đức Thầy viết thì cái người này chưa có mặt ở trên cõi đời này. Thì bây giờ tôi xin đọc lại 6 câu mà Đức Thầy đã viết lên trong cái bài sấm này. Thì tôi sẽ đọc 6 câu này ha. Câu đầu tiên là: ẩn sát phàm phu dình thích đạo. Câu kế tiếp là: mặc tình thế sự chúng khinh khi, mấy kẻ tu mi chọn giới đạo, hiền nhân thức tịnh kiến huyền vi, ngay thẳng hiếu trung trang hiền thảo, kim thời bá tánh gọi ngu si. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ cái bài này, và tôi cũng xin phép với đồng đạo và tất cả anh em trên cộng đồng mạng là cũng xin quý vị cũng đừng nên tin tôi, vì tôi thấy sao thì tôi nói vậy thôi. Mà quý vị nên tin ở cái sự sáng suốt của quý vị khi quý vị đọc vào trong những đoạn sấm, hoặc là quý vị thấy những cái chuyện gì đó, thì cái sự sáng suốt của quý vị đó là cái quyết định. Cho nên tôi cũng xin phép là quý vị cũng đừng nên tin tôi. Tôi chỉ thấy sao thì tôi nói lên như vậy thôi. Thì tôi cũng xin phép là giảng 6 câu này, có nghĩa là chia sẻ 6 câu này cho quý vị để chúng ta cùng suy gẫm. Thì câu đầu tiên Đức Thầy ông nói là: ẩn sát phàm phu dình thích đạo. Thì ẩn sát phàm phu ở đây thì theo ý tôi là một vị thánh mượn một cái xác phàm để trở về sống gần với chúng ta, sống trong chúng sanh của chúng ta. Dinh thích đạo đây là người này rất am hiểu về cái pháp Phật và đạo trời. Đạo trời và pháp Phật thì người này rất là am hiểu. Bởi vì người này là một vị thánh lâm phàm, là tái sinh trở về đây. Cho nên cái câu ẩn sát phàm phu dinh thích đạo là Đức Thầy muốn nói là như vậy. Đó là theo ý tôi nghe quý vị. Còn câu kế tiếp là: mặc tình thế sự chúng khinh khi. Mặc tình thế sự chúng khinh khi đây là Đức Thầy muốn nói lên người này là một người mặc cái áo thường dân, là một người bình thường, mà nói về đạo, nói về đạo trời, nói về pháp Phật, thì tất cả những bồn đạo họ sẽ không tin, mà tất cả những Phật tử hay là những cái tín đồ ngoan đạo họ sẽ không bao giờ tin người này. Họ nhìn vào họ nghĩ là người này, họ cho là người này không hiểu biết gì, chưa từng biết tu mà làm sao mà đi lại là nói về cái đạo này đạo kia. Cho nên chính từ chỗ đó mà Đức Thầy ông viết lên cái câu là: mặc tình thế sự chúng khinh khi. Rất là nhiều người coi thường người này vì mọi người không biết về người này đó nghe. Thì cái câu kế tiếp Đức Thầy ông nói là: mấy kẻ tu mi
chọn giới đạo. Câu này rất là quan trọng ở trong cái bài này. Ý Đức Thầy muốn nói, ở trên cái thế gian này đó, được bao nhiêu người giống như người này. Vì Đức Thầy nói là mấy kẻ tu mi chọn giới đạo, rất là nhiều người trên cái quả địa cầu chúng ta, hoặc là trên những hành tinh khác, nói chung và mình nói riêng về hành tinh mình, là trên cái quả địa cầu của chúng ta được bao nhiêu người giống như người này. Cho nên Đức Thầy ông mới nói là mấy kẻ tu mi chọn giới đạo, nghĩa là người này á rất là khó kiếm một người thứ hai như người này. Đức Thầy, ý của Đức Thầy muốn nói là cái câu này. Và câu kế tiếp là hiền nhân thức tịnh kiến quyền vi. Hiền nhân thức tịnh kiến quyền vi, đây là gì? Đức có nghĩa là người này á, sau khi mà đã thức tỉnh thì người này hiểu được một cái, hiểu được quyền vi rất là rõ, hiểu được đạo trời, hiểu được pháp Phật, hiểu tất cả, hiểu một cách thông suốt rõ ràng. Cho nên cái câu Đức Thầy ông viết là hiền nhân thức tỉnh kiến quyền vi là chỗ này. Và câu kế tiếp là ngay thẳng hiếu trung trang hiền thảo. Người này đó là trung thành với đất nước, hiếu thảo với cha mẹ, và luôn luôn thẳng thắn, ăn ngay nói thẳng, là một người hiền thảo thật sự. Là cái câu ngay thẳng hiếu trung trang hiền thảo, Đức Thầy nói lên cái bài này rất là rõ ràng. Tôi xin mọi người nên xét kỹ về cái bài sấm này của Đức Thầy. Ngay thẳng hiếu trung trang hiền thảo, kim thời bá tánh gọi ngu si. Tại sao là kim thời bá tánh gọi ngu si? Bởi vì kim thời tất nhiên là cái thời hiện đại, cái thời hiện đại của chúng ta. Bá tánh là tất cả chúng ta, gọi ngu si là cho người này là một kẻ ngu si. Tại sao là cho người này là kẻ ngu si? Không bao giờ dùng tiền bạc đó mà lo cho bản thân mình, là lấy đồng tiền của người này tạo ra, là đa số là lo cho cộng đồng bá tánh, chứ không có lo cho bản thân mình. Cho nên chính từ chỗ đó bá tánh người ta gọi là người này quá ngu si. Tại sao mình có tiền có bạc mà mình không biết tận hưởng cho cái bản thân của mình, tận hưởng cho gia đình mình, tận hưởng cho tất cả những cái người bên cạnh mình, hay là bản thân của mình, riêng bản thân mình, mà mình đi lo cho bá tánh để làm gì? Thì ở cái chỗ cái câu mà ở trên là mấy kẻ tu mi chọn giới đạo đó, thì quý vị hãy nhìn vào cái câu mấy kẻ tu mi chọn giới đạo và kim thời bá tánh gọi ngu si này, thì quý vị sẽ thấy rõ ràng là tại sao Đức Thầy ông lại nói cái câu này. Bởi vì cái người này á không có giống như cái người bình thường. Người bình thường chúng ta là có tiền, chúng ta phải tự lo cho bản thân chúng ta muốn ăn sung mặc sướng, chúng ta muốn làm lên một cái chuyện gì đó để cho được nổi tiếng, để cho được cái này cái kia đó, để cho mọi người người ta phải quỳ một mình hay là kính trọng mình về một cái vấn đề là quyền lực mình giàu có vậy. Nhưng mà người này không phải như vậy. Người này không coi đồng tiền quan trọng, mà người này chỉ dùng cái đồng tiền của mình làm ra để lo cho tất cả cộng đồng ba tánh. Thì bởi thế mà Đức Thầy ông mới viết cái câu là kim thời ba tánh gọi ngu si. Bây giờ cái người thường họ không nhìn thấy người này là ai, cho nên người ta cho người này là ngu si. Như thật sự những người không thấy về người này thì tôi xin lỗi một điều, những người đó mới là những người ngu si thật sự. Thì tôi xin chia sẻ cái 6 cái câu trong cái bài thơ này của Đức Thầy. Mà người này á là ai, tên gì, thì ở đây Đức Thầy ông cũng có viết lên một đoạn nói về người này. Thì quý vị hãy xem lại cái bài mà Xưng Hạ Tác Cuồng Thơ. Cái bài Xưng Hạ Tác Cuồng Thơ thì trong này Đức Thầy nói rất rõ, mà cái tựa của cái bài này là Xưng Hạ Tác Cuồng Thơ. Quý vị hãy đọc vào trong cái tựa thì quý vị sẽ thấy được ý Đức Thầy muốn nói là cái gì. Xưng Hạ là Đức Thầy muốn nói sẽ vào mùa xuân và mùa hạ của một cái năm nào đó. Đây thì Đức Thầy không nói vào
chỉ thẳng vào cái năm nào hết, mà Đức Thầy chỉ nói là mùa sinh và mùa hạ của một cái năm nào đó. Tác cuộn thơ đây, tác có nghĩa là sẽ có một cái sự tác cuộn thơ ra, đó là Đức Thầy tác đã có nghĩa là Đức Thầy sáng tác cả các bài này. Cuồng có nghĩa là điên hoặc là khùng, thơ là thơ của người khùng. Thì tại sao trong cái bài xuân hạ tác cuộn thơ này đó, là ý Đức Thầy muốn gửi gắm cho chúng ta biết rằng vào trong cái mùa xuân và cái mùa hạ của một năm nào đó, một năm nào đó nghe, tôi không nói về thời gian năm nào vì Đức Thầy cũng không nói rõ về thời gian năm nào, thì sẽ có những cái diễn biến xảy ra rất lớn cho loài người của chúng ta. Mà trong cái bài xuân hạ tác cuộn thơ này, Đức Thầy muốn nhắn nhủ với những người mang cái sứ mạng trở về đây, và nhắn nhủ cho tất cả những tín đồ của Đức Thầy biết được một điều, đó là qua hai câu: chớ nóng nảy xin sang si hư diệt, phải chờ ngày vô kiện hồi quy. Thì hai câu này mọi người đọc biết rằng vào mùa xuân và mùa hạ của một năm nào đó, dù cho bất cứ cái chuyện gì xảy ra, cũng đừng bao giờ nóng nảy, nó sẽ bị hư diệt. Mà chúng ta phải chờ đợi ngày vua kiệt hồi quy. Tại sao lại là hồi quy? Hồi là trở về, quy là có thể là dùng là cái nghĩa là quy tụ trở về cùng với tất cả. Thì tại sao người này ở đâu mà phải quay về? Nếu như người này ở nằm ở trong cái đất nước của chúng ta thì không cho là người này quay về, có nghĩa là người này nằm ở một đất nước nào đó khác với đất nước chúng ta, cho nên chính từ chỗ đó người này mới quay trở về. Thế ở đây tôi xin chia sẻ một điều. Vậy trong sấm của ngài Chân Trình có nói về người này hay không? Thật sự sấm Chân Trình nói về người này rất là rõ từ chi tiết. Tôi xin chia sẻ cùng quý vị về bài sấm của ngài Chân Trình có nói lên hai câu: dục đức thánh nhân hương, quê kiều cư bắc phương. Thật sự trong bài sấm của ngài Chân Trình, ông viết rất rõ dục đức thánh nhân hương là một vị thánh này sẽ tỏ ra một cái mùi hương để che chở cho ba tánh, để chỉ dạy cho ba tánh. Người hương này chính là những cái lời chỉ dạy cho ba tánh. Khi vị thánh này tỏ ra cái mùi hương đó, đó là cái lời chỉ dạy cho ba tánh. Mà tại sao lại là quê kiều cư bắc phương? Bởi vì hồi 500 năm về trước, chưa có đất nước của Mỹ, đất nước Mỹ chưa có trên bản đồ, mà Đức Chân Trình ông viết là quê kiều. Thì trong khoảng thời gian đó không ai hiểu rằng hai từ quê kiều này là cái gì. Chính từ cái chỗ hiểu lầm này mà mọi người dịch ra chữ quê kiều là thành chữ qua cầu. Không đúng. Là tại sao không đúng? Bởi vì nếu mà nói là qua cầu cư bắc phương thì nói về cái vị thánh nhân này là ở cái phương bắc, ở một cái hướng bắc mà qua cái cầu về hướng bắc. Mà nếu nói về qua cái cầu về hướng bắc thì mình nói chung ở trong cái nước Việt Nam mình thôi, có bao nhiêu cái cầu và cái cầu nào mới được. Bây giờ ví dụ các bạn ở hướng nam mà cái mặt nhà của các bạn dây về hướng bắc thì cũng là ở gần cái cầu, thì các bạn qua cầu cái mặt dây hướng bắc thì cũng đúng gì chứ đâu có sai đâu. Mà không lẽ ngài Chân Trình ông nói lên như vậy để cho người ta mò ta không biết, như vậy là không đúng. Mà ngài Chân Trình ông viết rất rõ đây là quê kiều cư bắc phương. Quê kiều ở đây chính là nước Mỹ, bởi vì nước Mỹ người ta kêu bằng nước quê kỳ, mà người ở Mỹ là người ta kêu bằng Việt kiều. Thì đây cũng là đất nước quê kiều, đó là quê kỳ đó, là đất nước Mỹ. Mà tại sao cư bắc phương? Cư bắc phương là ở một cái hướng bắc ở bên nước Mỹ. Như vậy đó, cái câu này á, nếu mà nói ra thì mọi người sẽ cho là chỉ nói vậy chung chung thôi. Thì đây tôi sẽ xin, trước tiên tôi xin đọc hết 4 câu này, và tôi xin đọc thêm một bài
tiếp của Ngài Giảng Dịch nói về cái người này. Và nói về cái người này đang ở một đất nước của một cái người mang sứ mệnh đàng hoàng. Thì đây tôi xin đọc lên 8 câu này của Đức Ngài Giảng Dịch. Ông đã tiên tri dục đức thánh nhân hương, quê kiều cư bắc phương, danh vi Nguyễn Gia Tử. Cái câu danh vi Nguyễn Gia Tử này tất nhiên là nói về cái tiền kiếp của người này, đã từng làm vua trong thời nhà Nguyễn. Kim tịch sinh Ngô Lan. Kim tịch sinh Ngô Lan đây ý muốn nói là một đấng thiêng liêng tạo ra người này, sinh ra người này. Và kế tiếp là bốn câu kế tiếp đây là nói về tại sao lại là nước Mỹ. Tại sao tôi dịch cái những cái câu này lại là nước Mỹ? Bởi vì ở bên nước Mỹ có một vị thánh, cũng là một vị thánh được sinh ra tại nước Mỹ. Mà vị thánh này á, thì Ngài Giảng Dịch cũng có nói lên rất rõ ràng trong cái bài sấm giảng của Ngài. Tôi xin đọc bốn câu thơ này. Đó là thượng đại nhân bất nhân. Thượng đại nhân bất nhân ở đây là nói về một vị cầm đầu của một đất nước. Đứng đầu là thượng là cao, đại nhân tất nhiên là một vị tổng thống hoặc là một vị quan lớn ở trong một đất nước. Thượng đại nhân bất nhân. Bất nhân đây không phải là không có nhân nghĩa nghe quý vị. Bất nhân là không có người giống như người này. Là trong cái đất nước đó, muốn kiếm một người giống như người này rất là khó. Thượng đại nhân bất nhân. Thánh ác dĩ vong ăn. Tại sao lại là thánh ác dĩ vong ăn? Dĩ đây có nghĩa là đuôi, tức như là sao. Thánh ác dĩ vong ăn đây, tức như vong ăn đây là tức như là người này trước đây cũng đã từng là một vị quan thanh liêm, một vị tướng của đất nước Việt Nam chúng ta. Nhưng bây giờ khi chuyển kiếp trở lại, người này không nằm trong đất nước Việt Nam mà nằm một cái nước khác. Tức như là vong ăn ở đây có nghĩa là không phải là vong ăn vụ nghĩa. Cái chữ vong ăn ở đây có nghĩa là không có nhận ăn, cũng như là cái hồng ăn của đất nước Việt Nam của chúng ta. Đó là tất nhiên là ngày xưa đã từng là con cháu của đất nước Việt Nam, cũng đã từng là các cái vị tướng của đất nước của chúng ta, mà bây giờ lại chuyển kiếp qua một đất nước khác. Đó là cái câu thánh ác dĩ vong ăn, là đời sau sẽ không còn là người Việt Nam nữa, ta không có nhận cái ăn điển ở trong của đất nước chúng ta. Câu kế tiếp là bạch hổ kim đại ấn. Bạch hổ kim đại ấn đây tức chuyện ấn bạch hổ, đó là ấn, cái ấn lệnh là ấn của một tướng soi. Quý vị nên nhớ một điều, ấn bạch hổ là ấn của một tướng soi. Mà cái ấn của tướng soi này á, tất nhiên là người cầm ấn để ra trận đánh với đánh giặc hay gì đó, thì đó là một nguyên soi. Mà khi nào người này mới nhận được cái ấn này, thì gọi gàng là Ngài Giảng Dịch ông có nói lên là thất thập cổ lai sinh. Thất thập nghĩa là 70, cổ lai sinh tất nhiên là một người được 70 tuổi mới có được cái ấn này. Thì trong bốn câu này á, thì theo ý của mọi người thì như thế nào thì tôi không biết, nhưng mà theo ý tôi, bốn câu này muốn nói lên rõ ràng là về vị tổng thống Donald Trump của đất nước Mỹ. Bởi vì khi vị tổng thống Donald Trump này được lên làm tổng thống, thì người này đúng 70 tuổi, người này cầm cái ấn bạch hổ, chính là người này được nhận chức tổng thống ở tại nước Mỹ. Mà người này sau này sẽ có một cái trách nhiệm, có một cái nhiệm vụ sẽ lo cho tất cả, và cũng có thể là cầm ấn này để đánh ngoại bang, đánh tà ma ngoại đạo. Thì ở đây Ngài Giảng Dịch ông cũng nói là một điều, mà một điều này có rất là nhiều người họ cũng chỉ, rất là nhiều người chưa có nhìn thấy hai cái câu này. Thì hôm nay tôi cũng xin chia sẻ với hai câu này. Đó là hai câu Bảo Sơn Thiên Tự Sức, Bất Chiến Tự Nhiên Thành. Bảo Sơn thì những người ở trong đất nước Việt Nam chúng ta đang đi tìm cái Bảo Sơn, thì nghĩ rằng Bảo Sơn đây có thể là cái vùng bảy núi hoặc là núi cấm. Thật sự Bảo Sơn đây chính là cái ngọn núi không có nằm ở trong đất nước Việt Nam của chúng ta. Bởi vì cái vị thánh nhân á,
này đang sống ở trong cái ngọn núi Bảo Sơn này. Mà ngọn núi Bảo Sơn này đó có những gì thì ở đây tôi xin chia sẻ tiếp cho quý vị. Tôi sẽ đọc một cái bài của Ngài Trang Chính ha. Tôi đọc hết những cái đoạn văn này. Bảo Sơn thiên tự sinh, bất chiến tự nhiên thành. Là sau này khi người này xuất hiện ở trên cái, xuất hiện ra trên cái ngọn núi này nè, và sau khi trở về cái đất nước Việt Nam chúng ta là sẽ không có chiến tranh nữa. Thủy chung tàn bảo cái, hứa cập thánh nhân hương. Thủy chung tàn bảo cái này là tất nhiên là người này rất là trung thủy, là ý muốn nói là trung thành với đất nước của chúng ta. Dù cho người này không có ở trong đất nước nhưng người này luôn luôn đặt cái tư tưởng nghĩ về đất nước, phải làm sao để cho đất nước của chúng ta, đất nước Việt Nam trở thành hùng mạnh và trở thành một cái đất nước tốt đẹp đó. Hứa cập thánh nhân hương, tất nhiên là hứa cập thánh nhân hương đây là cái câu này muốn nói vậy. Vị thánh này luôn luôn khi người này nói chuyện lên thì luôn luôn nói về cái đất nước Việt Nam và ca ngợi về đất nước Việt Nam, và nói rất là nhiều điều chỉ cho chúng sanh về những cái tiền sử hay là những cái tốt đẹp gì đó của đất nước Việt Nam của chúng ta. Và câu kế tiếp là mộc hạ trăm trăm khẩu. Cái câu mộc hạ trăm trăm khẩu này là Ngài Giảng Dịch muốn nói lên là khi người này nói lên một điều gì thì không bao lâu chuyện đó sẽ xảy ra. Đó chính là cái câu mộc hạ trăm trăm khẩu, là khi miệng người này thốt lên một lời nào thì chuyện đó sẽ là sự thật, nó sẽ đến với chúng ta, nó sẽ xảy ra trong một ngày gần chứ không phải là xa nữa. Là cái câu mộc hạ trăm trăm khẩu này. Danh thế sức năng lượng, tất nhiên là danh thế là cái bản thân của người này không ai biết được là người này là như thế nào. Nang có nghĩa là không ai biết và không ai lường được người này là ai. Mà người này là một vị rất là cao, chân mạng của người này cao dữ lắm. Thì chân mạng của người này cao như thế nào và người này đang ở đâu thì trong bài sấm của Ngài Chân Trình có viết lên rất là rõ ràng. Tôi xin chia sẻ cái bài sấm này ha quý vị. Và tôi cũng xin nói một điều là quý vị cũng đừng nên tin tôi nha. Mà quý vị phải nên tin cái sự tin vào cái sự sáng suốt của quý vị. Khi quý vị đọc vào một cái đoạn sấm nào quý vị thấy được một cái gì như vậy đó trước mắt của chúng ta rõ ràng gì thì sự sáng suốt của quý vị sẽ làm cho quý vị thấy được. Và bây giờ bài sấm này tôi xin chia sẻ ha. Đó là vua ngự thạch bàn xa thai, đại ngàn vắng vẻ những cây cùng gừng, gà kêu dưỡng hót vang lừng, đường đi thỏ thẻ dậm chân khôn giò, nhân dân vắng mặt bằng tờ, sơn lâm vào ở đổ nhờ không thai, vua còn cuốc nguyệt đại mây, phong vũ thịnh thú gậy an danh, phong đăng trà cốc chứa trang, vua ở trên ngàn có ngủ sắc mây, chính cung phương khẩm dặn mây, thức thai thiên tử là nay chỉ đại chỉ đời, anh hùng chí lượng thời coi, công danh chẳng ngại tìm đội ra đi, tìm lên đến thạch bàn khê, có đất sanh thánh sinh thánh bên kia cuối làng. Thì tôi xin chia sẻ bài này cho quý vị ha. Tôi xin dịch theo cái ý ngu của tôi. Thì tôi thì thật sự cũng ngu dốt lắm, tôi cũng không có hiểu gì nhiều lắm. Vì cái trình độ học vấn của tôi thì cũng có lớp 4 thôi. Tôi hồi đó học ngu lắm, lớp 3 tôi ở lại 3 năm nữa mà. Cho nên là có gì tôi có gì sai cũng xin lỗi quý vị ha. Thì đây cái từ là vua ngự thạch bàn xa thai. Thì thạch bàn ở dưới cái vùng đồng bằng thì không thể nào cho có cái thạch bàn hết. Và thạch bàn đây chính là một ngọn núi. Mà ngọn núi này ở đâu thì theo tôi nghĩ đó là Bảo Sơn đấy. Ngọn núi Bảo Sơn này. Vua ngự thạch bàn xa thai, tất nhiên người này ở trên một cái ngọn núi này. Đại ngàn vắng vẻ những cây cùng gừng, tất nhiên ngọn núi này hoang vắng
đầu lúc đầu thì rất là quan nhất. Gà kêu về vượng hót vang lừng, đường đi thỏ thẻ dậm chân không lực. Nhân dân vắng mặt bằng thờ, sơn lâm vào ở đổ nhờ không thai. Thì những cái câu trên này muốn nói lên cái vị thánh này là được một sự mách bảo ở trên là phải mua cái ngọn núi này để về để ở. Mà ngọn núi này chính là Bảo Sơn mấy quý vị. Vua còn cốt nguyệt đại mây. Cốt nguyệt đại mây là tiếng như là người này còn đang ở cái chưa phải là một cái thời làm vua đó. Là một cái người bình dân bình thường như chúng ta nè. Vua còn cốt nguyệt đại mây, phong điều vũ thịnh thú gậy an dân. Thú gậy an dân này là gì? Tức có nghĩa là người này á, luôn luôn á, tiếp đón những người cộng đồng của chúng ta bất cứ từ đâu, từ xa gần gì đó đến đây. Thì người này luôn luôn chỉ dẫn, hướng dẫn cho tất cả cộng đồng ba tánh của chúng ta những cái điều hay, những cái lẽ phải về những cái đạo pháp, phải tu làm sao cho đúng, phải đi như thế nào cho đúng. Đó là cái câu mà phong điều vũ thịnh phú gậy an dân, phong đăng trà cốc chứa trang. Có nghĩa là sống một cuộc sống rất là đơn giản bình dân, dù là người này là rất giàu có. Và vua ở trên ngàn có ngũ sắc mây, tất nhiên là nói là cái ngọn núi này có một cái dòng điển từ ở điển thiên của ngũ sắc mây là điển xuống. Chính cung phương cẩm dần mây, chính cung phương cẩm dần mây là tất nhiên là ở phương bắc, ở một đất nước khác mà ở một hướng bắc. Phương cẩm là phương bắc. Thức thai thiên tử là nai kỳ đại. Thì trong bài này ngài chân trình nói rõ ràng người này chính là thiên tử, là vị minh vương nghe quý vị. Người này đó chính là thiên tử đó. Anh hùng chí lượng thời coi, tất nhiên người nào những người có sứ mệnh là anh hùng chí lượng thời coi, những người có sứ mệnh là đều biết về người này hết, đều biết người này là ai, biết rất rõ về người này. Công danh chẳng ngại tìm đòi ra đi. Tại sao có cái câu này? Thì chính vì cái câu này là ngài Văn Trịnh biết rõ ràng là người này sau này không ở đất nước Việt Nam chúng ta mà phải ra đi. Ra đi là ra đi ra khỏi cái đất nước chúng ta. Thì cho nên mới có cái câu là hồi nãy Đức Thầy ông nói là phải chờ ngày vua kiệt hồi quy, hồi quy là trở về. Thì cái câu này á, với cái câu của Đức Thầy hồi nãy nói là giống như nhau. Tất nhiên là có ra đi thì mới có trở về. Là tìm lên đến Thạch Bàn Khê. Thạch Bàn Khê là ngọn núi, thấy không? Có đất sinh thánh, có đất sinh thánh bên kia của làng. Sinh thánh bên kia của làng có nghĩa là người này được sinh ra tại đất nước Việt Nam, nhưng mà sống tại hải ngoại, lớn lên sống tại hải ngoại. Và sẽ có một ngày người này sẽ trở về. Hồi quý đó là trở về đất nước Việt Nam của chúng ta. Và có những cái câu mà tại sao ngài Văn Trịnh nói những cái câu này thì tôi xin dịch ra những câu này. Mà tại sao mà có nhiều khi không ở nước khác mà người này phải ở tại cái nước quê kỳ là nước Mỹ, thì lời sấm của ngài Văn Trịnh cũng nói lên rất là rõ là chỗ này. Là cái câu là vua ngự thạch bàn xa thai. Thì quý vị phải nghĩ kỹ một điều, tại sao nó có cái từ xa thai. Xa thai tất nhiên là rất là xa, mà rất là xa ở đây là như thế nào mới gọi là xa. Thì quý vị, tôi xin chia sẻ một điều ha. Quý vị nghiệm lại. Xa thai ở đây có nghĩa là rất là xa, xa đến mức độ là có thể là nó là xa nhất. Mà xa nhất ở đây là chỉ có trên cái quả địa cầu của chúng ta. Thì hướng nam với hướng bắc là đối diện với nhau, thì như vậy mới thật sự là xa, xa nhất. Còn mà hướng nam với hướng đông nó cũng không có xa, mà hướng nam với hướng tây cũng không xa. Mà xa nhất chỉ là hướng nam với hướng bắc là xa nhất, đó là đối mặt với nhau. Như vậy thì cái đất nước Việt Nam của chúng ta trên quả địa cầu
nó nằm đối diện giải thác nước Mỹ. Thì như vậy có phải là xa nhất hay không? Ngài Trần Kinh ông nói là rất rõ những cái chỗ này. Vua Ngự Thạch Bàn xa thay là một ngọn núi ở bên nước ngoài, đó là nước Mỹ. Mà nước Mỹ ở đây á, với nước Việt Nam chúng ta thì cách nhau nửa dòng giải đất. Thì nửa dòng giải đất này có phải là xa nhất hay chưa? Còn nếu mà nước, ví dụ như chúng ta đang ở nước Việt Nam, là thì ví dụ như ở nước Nam này, ở hướng Nam này, mà qua hướng Tây á, thì nó cũng có một phần tư giải đất thôi. Hoặc chúng ta qua hướng Đông thì cũng có một phần tư giải đất thôi. Mà nếu chúng ta qua hướng Bắc thì chúng ta mới qua nửa dòng giải đất. Mà nửa dòng trái đất này mới thật sự là xa. Thì Ngài Danh Dân ông viết lên gạch gọi là Vô Ngự Thập Bàn xa thai, là chính là Ngài Danh Kịch nói người này sau này ở nước Mỹ. Mà nước Mỹ thì chỉ có nước Mỹ mới cách ngang mặt với nước Việt Nam chúng ta. Trên cái bản đồ quả địa, trên cái quả địa cầu thì nước Mỹ với nước ta nằm đối diện với nhau, ở mặt bên đây quả địa cầu và mặt bên kia quả địa cầu. Thì đây tôi muốn nói là một điều về cái người này, thì Ngài Văn Chính có nói rất là rõ. Mà trong cái người này thì cũng như lại tôi đọc qua cái bài mà Xưng Hạ Tác Cục Thơ, thì Đức Thầy ông cũng nói lên cái tên người này. Thì như vậy thì trong cái tên người này còn cái bài giảng nào có nói về cái tên của người này hay không? Thì thật sự tôi xin nói lên trong cái bài thiên thơ cũng có nói lên người này. Vì trong cái bài thiên thơ có nói lên là cái câu đầu tiên là nữ hiền sứ mạng cứu non sông. Thì cái câu trên này thì tôi cũng đã có giảng trước đây rồi. Thì câu kế tiếp là kiệt sức tình thương dựng đại đồng. Thì như vậy kiệt sức tình thương dựng đại đồng này thì có trùng hợp, có giống với cái câu mà Đức Thầy ông nói là phải chờ ngày vua kiệt hội quý ông. Tại sao lại có cái chữ kiệt này? Nó giống như nhau. Kiệt sức tình thương dựng đại đồng đây có nghĩa là người tên Kiệt thì dùng cái tình thương, cái lòng nhân ái của một vị Bồ Tát dựng lên đại đồng là sao? Là sẽ hướng dẫn cho chúng sanh ba thánh gặp xa biết đường nào là đường đúng để quay về chính đạo, quay về chính đạo để trở về kịp lúc trong chuyến đò chót này. Bây giờ mùa gặt đã đến gần dữ lắm rồi, mà khi mùa gặt đã đến gần thì chúng ta đây là ai? Chúng sanh của chúng ta là những trái ngon trái ngọt, chúng ta được gặt hái những trái ngon trái ngọt để vươn lên trên thiên đình. Còn những cái trái hư úng thì sẽ bị giặt đó. Cho nên ở đây tôi muốn nói là cái mùa gặt cuối rất là quan trọng, nó đã đến gặt với chúng ta rồi. Còn khi nào đến, ngày giờ thì chỉ có cha trời thượng đế biết thôi. Còn tôi thấy ở đây có rất là nhiều đạo hữu lên nói vào mùng này tháng kia, thật sự xin lỗi một điều sai hoàn toàn là tại sao? Vì ngày xưa Đức Chúa Giêsu không có nói, chỉ có cha ta mới biết được ngày giờ, ngoài cha ta ra không ai biết được ngày giờ. Mà trong sống của Ngài Phật Trùm cũng có nói là ta ngồi chờ linh thiêng, chờ linh thiêng là chờ linh của cha Ngọc Hoàng Thượng Đế. Khi cha Ngọc Hoàng Thượng Đế linh xuống là sẽ làm, mới làm. Còn cha Ngọc Hoàng Thượng Đế chưa linh xuống thì chưa có làm, mà cũng không ai biết là cái ngày nào sẽ xảy ra. Không ai được biết trước, ngay cả Đức Thầy cũng không ai được biết trước. Và chỉ có cha Ngọc Hoàng Thượng Đế mới biết. Khi nào cha Ngọc Hoàng Thượng Đế linh xuống thì lúc đó là ngày đó mới thật sự xảy ra. Còn ngoài cha Ngọc Hoàng Thượng Đế thì không ai được biết đâu. Cho nên tôi cũng xin lỗi quý vị đạo hữu nha, đừng bao giờ mà nói về ngày giờ nha, không có đúng đâu. Tôi nói sự thật đây là vậy đó. Còn cái trách nhiệm của chúng ta là phải lo tu. Còn cái dấu hiệu á, mà lúc nãy tôi nói về cái dấu hiệu mà khi mà nổ Big Bang mà tạo ra quả địa cầu, thì trên không trung có hiện ra một cái dấu hiệu. Mà cái dấu hiệu đó chính là cái dấu hiệu mà cha Ngọc Hoàng Thượng Đế muốn gửi một cái thông điệp xuống cho loài người của chúng ta. Mà quả địa cầu của chúng ta đang sống đây là được một sự may mắn
là cha Ngọc Hoàng Thượng Đế gửi thông điệp cho chúng ta được biết. Khi cái dấu hiệu này xuất hiện trên quả địa cầu thì đó là cơ tầng nhiệt đã đến sát một bên. Quý vị hãy nên chú ý và cẩn thận về cái dấu hiệu này, rất là quan trọng. Thì ở đây dấu hiệu này là gì? Đó chính là dấu thiên tâm. Có thể tôi nói lên quý vị không tin, mà thật sự khi nổ Big Bang tạo ra quả địa cầu thì dấu thiên tâm đã xuất hiện trên không gian. Mà dấu thiên tâm xuất hiện lên không gian là thông điệp của cha Ngọc Hoàng Thượng Đế muốn cho mọi người chúng ta biết, muốn cho tất cả những các hành tinh và tất cả nhân loại được biết, khi nào dấu thiên tâm xuất hiện trên quả địa cầu của chúng ta thì lúc đó là cơ tầng nhiệt sẽ xảy ra, sẽ đến với loài người trong một ngày rất gần, mà không phải là tầng nhiệt ở trong cái hành tinh của chúng ta đâu nghe quý vị. Mà cơ tầng nhiệt này là tầng nhiệt hết tất cả, từ trên tất cả những tinh trời và tất cả những cái vũ trụ, những cái hành tinh ở trong vũ trụ này đều phải bị tầng nhiệt hết, sàng lọc lại hết tất cả. Có nghĩa là kêu bằng là trong kinh thánh nói là cái câu đại đào thải. Đại đào thải là có nghĩa là sàng lọc hết tất cả trên hành tinh và quả địa cầu này, hành tinh nào cũng bị sàng lọc hết chứ không phải là riêng hành tinh mình. Thì cái dấu thiên tâm ở đây á, thì cái người mà khai ra cái dấu thiên tâm này thì người này chính là Dị Minh Dương. Dị Minh Dương khai ra cái dấu thiên tâm này. Mà cái dấu thiên tâm này ở đây á, là muốn nói lên cái họ thiên. Mà cái họ thiên đây á, thì có như có lẽ là quý vị cũng đang bị bán tín bán nghi ở cái vấn đề họ thiên này. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị một điều, là vào 1849, đó là cái ngày mà Đức Phật Thầy Tây An đã viết lên cái bản di ngôn. Mà bản di ngôn của Đức Phật Thầy chùa Tây An, Đức Phật Thầy Tây An có nói lên bốn ngọn cờ, mà trong bốn ngọn cờ này có một người mang cái họ thiên. Tại sao vào 1849 Đức Phật Thầy muốn nói lên cái họ thiên để cho chúng sanh được biết? Mà thật sự có rất là nhiều tín đồ đọc, rất là nhiều đọc thuộc lòng luôn, nhưng vẫn không hiểu là tại sao lại có cái họ thiên này. Thì quý vị thử nghĩ đi, trên cái cõi đời này có ai có cái họ thiên không? Mà tại sao chúng ta biết bao nhiêu họ này, họ Nguyễn, họ Lê, họ Ngô, họ gì đó, đủ hết, đủ họ, nhưng mà họ thiên lại không có. Mà tại sao Đức Phật Thầy lại nói lên cái họ thiên của một người trong bốn ngọn cờ? Thì đây Đức Phật Thầy muốn gửi cái thông điệp xuống cho chúng sanh của chúng ta, cho tất cả tín đồ trong cộng đạo chúng ta biết rằng sau này họ thiên sẽ xuất hiện. Khi dấu thiên tâm xuất hiện chính là họ thiên sẽ xuất hiện. Mà họ thiên xuất hiện này là chính là để cho chúng sanh của chúng ta sẽ quay đầu về, quay đầu về trên đạo. Nhưng mà ở đây tôi cũng muốn nói lên một thông điệp như thế này. Đây là những gì tôi chia sẻ bằng cái thật tâm của chúng, thật tâm của tôi được phép chia sẻ về vấn đề này. Thì tôi cũng xin chia sẻ một vấn đề thế này. Ở trên cái vũ trụ, trong cái vũ trụ này luôn luôn nó có hai cái định lực. Mà hai cái định lực này đó, nó luôn luôn đi song song. Tôi sẽ ví dụ như là có trời thì sẽ có đất, có tối thì sẽ có sáng, có giàu thì sẽ có nghèo, có giống đực thì sẽ có giống cái, có chánh thì sẽ có tà. Hai cái định lực này lúc đến sau cùng phải đập đầu vào cái gốc dừa, là chính vì những cái tín đồ ngoan đạo quá, cứng đầu quá, không hiểu chuyện, không biết chuyện, chỉ nghĩ theo ý mình mà nói thôi, hoặc giả như là những cái bổn đạo khác, họ cứ đinh ninh rằng tôi là một Phật tử, tôi là Phật tử đi đúng đường, tôi là một cái này cái kia. Không phải vậy, mà mình phải nhìn vào cái thực tế. Nếu như quý vị nhìn thấy được rõ
xin mừng cho quý vị quá. Là thổ là tài Phật đó thì chúng ta phải suy xét lại đó. Với hơn nữa Hải Âu Phi Sứ này là một người nữ, xin quý vị hỏi ai mà mượn xác một người nữ bây giờ à, người nữ trong cái đạo Phật cũng dạy rõ ràng nó có năm thứ trược à. Nè, một người nữ nó thua tất cả bên phái nam mình rất nhiều luôn quý vị. Một đó là phải làm dâu người ta nè, rồi phải làm vợ người ta nè, rồi mỗi tháng kinh nguyệt nữa nè, nó ô uế đủ thứ, không bao giờ làm chủ được trong gia đình. Thành thử ra bây giờ hỏi với một cái Phật, một vị mà giác ngộ đó, đã giác ngộ, một vị đã hoàn toàn, mà ai đi mượn sắc nữ bây giờ đó. Thì mấy cái chỗ này là chúng ta phải suy nghĩ lại một cách cẩn thận. Bây giờ Đức Thầy có nói rồi, các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân ráng tránh kẻo lâm mà khổ. Chúng nó phiên gân nhiều chỗ, dùng phép màu mà lại mặt chúng sanh, ai ham linh theo chúng tập tầm, xa cạm bẫy mới có mong sống sót. Thì trải qua cái Phật giáo hòa hảo của chúng ta thì nó cũng trải qua nhiều cái thời kỳ quý vị không? Thấy không? Ừ, trước năm 75 thì có những cái mối đạo như gọi là cái đạo đâm á. Do Nguyễn Long Châu quý vị nó đủ hết trơn á. Thì cũng mượn cái danh của Hòa Hảo, mượn cái danh của Bửu Sơn Kỳ Hương đó. Thì nói chung trong cái thời kỳ mà Pháp này Đức Thầy mới ra đi có dặn đó, thì chúng ta phải cố gắng cái người học đạo tâm trí phải cần mở mang cho nó sáng suốt, để chúng ta bị kẻo lầm vào cái ta là đạo bằng môn gọi là tam thiên lục bá. Bây giờ nào, bây giờ mình nói cho một cách cụ thể rõ ràng. Bây giờ trong cái hàng tín đồ Phật giáo hảo của chúng ta thôi, mình không khéo mình cũng lọt vào cái tam thiên lục bá nữa, là tức là 3600 mối tà đạo. Bây giờ đã chứng minh qua cái nào là tà đạo à, chữ tả ở đây là trái rồi à, chữ tà nó không được tránh à, thì hai chữ tà đạo này là trái chỗ nào. Như tín đồ Phật giáo hảo của chúng ta thì phải vừa vô cái giới luật của Phật giáo hảo, thì trong đó có 8 điều răn cấm à. Và song song với 8 điều răn cấm là cái lời tâm quyết cũng có 8 điều. Nếu mà chúng ta không nghiên cứu và không thực hành theo lời dặn dò của Đức Thầy chỉ dạy đó, thì chúng ta đi lọt vào cái tả đạo, làm trái với cái chân truyền. Thì mình so nè, 8 điều răn cấm cộng thêm cái bát chánh đạo thì mình đem so chiếu rồi, nó y chang à. Mà cái bát chánh đạo đó thì ngày xưa Đức Phật cũng nói đạo nào mà không có bát chánh đó, là không phải là cái đạo chánh, thì không phải là cái đạo Phật. Thì hôm nay cái bản thân của chúng ta là tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo đó, là một cái vị là cổ Phật lâm phàm, một vị giáo chủ được dân năm mới xác lệnh, thì chúng ta phải cần nương theo cái lời Châu Ngọc, nương theo cái lời thánh hóa mà Đức Thầy chỉ dạy chúng ta, là chúng ta phải cố gắng thực hiện trong cái tôn chỉ hành đạo. Đức Thầy dạy vậy, ăn vậy ở chữ tu vương tròn, thì chúng ta phải cố gắng. Chứ bây giờ quý vị thấy rồi, nào là xưng Ngọc Hoàng Thượng Đế nè, thầy của các thầy à, Phật là của cha của các Phật luôn, nó còn phải xưng gì nữa quý vị. Bây giờ nó xã hội của chúng ta nó rất là đa dạng à, nó phát triển một cách ghê gớm luôn à. Có người đó nó xưng là Đức Ngọc Hoàng đó à, là cha của các thầy luôn, cha của các chư Phật luôn, Phật trên các Phật đó. Quý vị thấy đây, còn Hải Âu Phi Sứ này thì cũng mượn những cái kiểu gọi là hiểu biết trong cái trí có phàm phu đó, rồi dựa vô những cái lời kinh giảng, những cái văn thi thơ đó, rồi tự xưng cho mình là Đức Thầy đó. Mà cái câu chuyện này Đức Thầy cũng chỉ dạy chúng ta rất nhiều qua những cái câu chuyện bên Thầy rồi. Một là đầu đinh tóc xỏ. À, hai nữa là xưng thần xưng thánh, đó là tả đạo hết à, Đức Thầy nói. Với chi Đức Thầy mới dạy chúng ta là bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không, nói cho bổn đạo rõ lòng ấy là chân chánh mới hành duyên gian. Thì bây giờ mình dựa theo những lời giáo huấn của Thầy Tổ là mình nhận thấy được cách một cách cụ thể rõ ràng. Mà hơn nữa cái bài sứ mạng Đức Thầy cũng cho biết là kiếp chót này đây, thì cái lần này là cái lần chót, ngoài ra
là không có ông nào mà là đức thầy đó. Thì trong bài sứ mạng rõ ràng là khi mà chúng ta đã được đủ cái phước báo, đủ cái công đức mà đi vào cái đại hội Long Hoa đó, lúc bấy giờ mới thấy được là ông thầy thiệt. Chứ biết rõ lực trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chân sư. Chữ kiến là thấy, diện là mặt, chân sư là ông thầy thiệt. Còn bây giờ không có ông thầy thiệt đâu quý vị ơi, toàn là thầy giả không à. Thế ra chúng ta phải cẩn thận vô này. Được rồi á, để hỏi tiếp đi. Dạ, thì vị hải ông này mới lấy những cái câu giảng thầy, như là ngày 18 tháng 5, vì thời cơ đã đến đó, thì ngày 18 tháng 5 là mở cái kênh YouTube lấy tên là Hải Âu Phi Sứ Tà Bà Ha. Rồi lấy giảng thầy đó là mượn nhầm một xác vũ mì, tức là thầy là về là lần này là xác tử. Mong Minh chia sẻ điều này ạ. Dạ, thì thật sự ra tất cả cũng vậy. Chính là ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Tổ chúng ta cũng biết được á, cũng giáo chỉ cho tất cả nhân sinh nhân loại trong cái thời gian sau, trong cái thời kỳ mạt pháp này. Thì cái câu chuyện mà Phật Tổ á, thì lúc bấy giờ Ma Vương á, mà nó phá ngài không được, nó nguyện mà sau này nó sẽ làm đệ tử của Phật, sẽ nó phá hoại cái nền đạo của Phật. Thì chúng ta thấy hiện giờ bây giờ cũng vậy, thì ai muốn xưng lên thầy tổ đó cũng phải dựa vô những dòng thi thơ hoặc là những giảng kinh là của Phật không à. Thì bây giờ nó thuyết ở ngoài cái pháp Phật đó, nó ai tin đó. Thì nhờ cái chỗ đó mà chúng ta bị nhẹ dạ cả tin đó, tin là vậy. Còn có vấn đề mượn một cái xác vô mì thì Đức Thầy cũng dạy cách rõ ràng. Thì Đức Thầy của chúng ta là một người thanh niên tướng tú khôi ngô đó, là con của Đức Ông Đức Bà đó, là một cái xác vô mì. Cái chữ vô mì ở đây là gì? Đó, nhu thắng can mà nhược ác thắng cường, đó là chỉ cho cái sự điềm tĩnh mềm mỏng là nhẫn nhịn đó có mọi người đó, gọi là nhu mì. Nhu mì nào mà dựa vô cái chữ nhu mì mà nói là nữ mới gọi là nhu mì hả? Thật sự cái chữ nhu mì là gì đó, nhu thắng can nhược ác thắng cường. Chữ nhu ở đây có là mềm mỏng á, cũng giống như cái dòng nước vậy đó. Thì quý vị thấy rồi, trên mình thấy đó là cái dòng nước á, dầu cho nó có hình dạng nào, cái dòng nước vẫn trôi chảy theo cái hình dạng đó, gọi là nó phải nương vào à, nó hòa hợp hết tất cả, nó không phân biệt là tướng sắc gì hết thì mới gọi là nhu mì. Còn đâu phải nhu mì để phân biệt được cái âm dương là trai nợ gái hay nam nữ đâu. Mà cái Hải Âu Phi Sứ này nói cái câu đó để dụ dỗ những người mà nhẹ dạ cả tin đó, để dựa vô cái chữ nhu mì. Chứ nhu mì này không có phân biệt nam nữ đâu quý vị. Đó. Rồi, vậy thì có một câu của trong Đức Phật Trùm tôi biết nữa, đó chính là Tùng Quân Chỉ Gõ Cần Thơ Thời Dài, tức là cái chị Hải Âu này nhà với Cần Thơ đó. Cái bài, cái câu này thì nó nằm trong Dưới Bóng Cội Tùng. Thì trong cái bài Dưới Bóng Cội Tùng có Phật Trùm á, thì cái chỗ này Đức Phật Trùm muốn nói lại là cái sự vận chuyển của ơn trên từ cái hệ phái Bưu Sơn Hương, từ Đức Phật Thầy Đại An ra chuyển quá cho đến Đức Thầy của chúng ta đó. Thì những cái câu này á thì muốn nói lên cái gì? Muốn nói lên cái sự chuyển quá để cứu độ nhân dân, cứu độ nhân sanh trong cái thời kỳ mạt pháp này. Vì lòng tự ái đó mới chuyển cho nó phù hợp đó, trong cái thời kỳ mạt pháp này đó. Cho nó hợp với cái trình độ căn cơ của mỗi chúng sanh. Thành thử ra Phật mới chuyển hóa lần lần đó. Từ Đức Phật Thầy Đại An rồi chuyển sang là Đức Phật Trùm, rồi Đức Bổn Sư, rồi Sư Giải Bóng Phai, rồi tới Đức Thầy của chúng ta. Đó là trong cái bài Dưới Bóng Gọi Tùng đó, là thầy muốn nói vậy. Còn cái địa danh của Cần Thơ đó, thì thật sự ra đó, đây là một cái địa danh muốn nói lên những cái vị mà cứu đời đó, là quê hương hồi đó có duyên về Cần Thơ. Chứ đâu phải mà cao người Cần Thơ, tôi ngày xưa cũng ở Cần Thơ đâu quý vị, không lẽ tôi ở Cần Thơ rồi tôi xưng là Phật Thầy sao? Phải không? Còn Hải Âu Phi Sứ này thì quê quán là ở Cần Thơ, thì cũng giống như mọi người. Ở Cần Thơ là một cái thành phố, là một cái tây đô, thì biết bao nhiêu dân của chúng ta ở đó, thì không lẽ mỗi người đều là giáo chủ, mỗi người đều là Phật hết chân sao? Cái chỗ này là một cái chỗ chúng ta cần phải kiểm nghiệm lại.
người ta mượn cái lời của Phật Thánh dựa vô đó để dụ dỗ những người nhẹ nhẹ dạ cá tin. Dạ. Rồi bây giờ những cái clip mà quay đó là thấy ông này đi đến đâu là có cái hào quang ở trên đầu đó, là quý nghĩ sao mà? Tàn ơi, bây giờ cái gọi là cái công nghệ cao rồi, những cái xảo thực của nền bên phim ảnh đó, quý vị thấy không? Quý vị từng coi những cái bộ phim cũng như Tây Du Ký đây, có thể là nó làm hết tất cả được, còn cái vụ này nó dễ, muốn hào quang cũng được hào quang. Hoặc là quý vị thấy nó trải qua cái đất nước Việt Nam của chúng ta nè, có những cái hiện tượng lạ nè. Cũng như cái năm đó đó là cái hình của Đức Mẹ Maria là cũng chiếu hào quang đó. Cuối cùng á, nhà nước chúng ta phát hiện nó bắn tia laser. Cái tia laser nó làm cho cái hào quang rực rỡ luôn. Mà quý vị không bao giờ biết, tại vì cái nền khoa học văn minh vậy đó. Còn cái dân của mình á, đa phần là lo cơm gạo áo tiền đâu học tới nơi tới chốn. Còn những cái người ta nằm trong cái nghiệp vụ đó, cũng như mấy anh công an người ta phát hiện đó, cuối cùng là cái bắn tia laser. Đó. Nó rất là hay luôn. Cái hào quang này là cái xảo thực đó quý vị ơi. Bây giờ nè, như mấy anh YouTube nè, có thể là mấy anh làm được luôn đó. Bây giờ ở những cái app mà ở trên kỹ thuật của bên YouTube, Facebook rồi hang là người ta có chỉ cho chúng ta cắt ghép được hết hình ảnh. Muốn hào quang có, muốn lửa, cái chuyện đó chuyện bình thường. Rồi bây giờ chúng ta quê mùa, chúng ta nhìn trên đó rồi thấy những cái hào quang đó cho cô ta là Phật tái thế gì đó. Cái hào quang đâu phải đơn giản đâu quý vị. Mà cái hào quang nó nói lên cái gì đây? Để nói lên cái sự sáng suốt. Chữ quang có nghĩa là sáng suốt, là chỉ cho cái sự trí tuệ của các đấng giác ngộ. Đó, nó gọi là hào quang. Còn bây giờ cái hào quang giả quý vị, tự tôi làm ở tại nhà tôi chiếu hào quang được luôn nè. Không mấy giờ một thời đại làm cho huynh có cái hào quang trên đầu cũng được vậy. Chuyện nó cắt ghép bình thường. Dạ, rồi cái chuyện này mới lên núi ông Két á, là giảng lại những cái bài khi xưa. Nó chính là giảng lại những cái câu kinh của kệ của Đức Thầy đó. Mới chỉ rõ hồi xưa là xác thầy là như viết ra những câu này nè. Bây giờ là ra những cái sấm thơ mới đó quý. Ta nói về sấm thi thân dân rồi ha. Thì nếu mà ai mà học giỏi bên cái môn gọi là văn á, thì người ta cũng như đất nước Việt Nam chúng ta có rất nhiều nhà thơ, cũng như nhà thơ Tố Hữu, thì ông ta cũng đặt ra thi thơ, quý vị thấy không, hay lắm à. Hồi xưa thì có hàng mật tử rồi đó, những cái bài thi của các nhà thơ mà nổi tiếng thì người ta làm được hết trơn, cái chuyện đó bình thường. Nghĩa là trước hết hải âu phi sứ này dựa vô những cái bài thi cũng diễn non két là của Đức Thầy đi, thì nó sẽ mượn cái nền tảng đó, họ lái vô. Thì nếu mà anh em mình làm cũng được đó, không mình có cái tư duy một chút xíu, mình mượn cái nền tảng thi thơ thi văn của Đức Thầy đó, mình lồng ghép vô được hết trơn, rồi mình tự xứng ẹt chứ có gì đâu. Nhưng mà mình làm gì không được ha. Đúng rồi. Và bây giờ làm theo mình nghĩ đó, làm những cái thời điểm này hiện tại đó, để sao mà vô cái năm mèo này nó có nhiều cái người mà xưng thầy xưng bà, là cái sư huynh ở dưới Cần Thơ không gì, xưng là tôi là Đức Thầy, còn viết cái tên họ của thầy đó, huynh thấy sao? Cái chỗ này kính thưa quý vị, thì đã Đức Phật là đã báo trước cho tới 2567 năm nay rồi. Còn đối với Đức Thầy chúng ta chỉ rõ một cách cụ thể luôn, trong cái thời kỳ mạt pháp này đó, nó mượn danh từ của Phật, nó xưng nào là Phật Tổ, Phật Thầy, rồi nó xưng là Ngọc Hoàng Thượng Đế, mẹ diêu trì của đầy đủ hết trơn, cái chuyện đó bình thường. Mà cái chỗ này thì Đức Phật ngày xưa đó đã dạy cho nhân loại của chúng ta rồi, rồi các tôn giáo cũng chỉ rõ chỗ này rồi, đó là cái loại ma dương. Ngày xưa mà nó hại Phật không được, bây giờ nó đội lớp tôn giáo, nó đội lớp của Phật giáo, nó đội lớp cho tất cả các đạo, nó truyền bá, nó tự xưng để nó muốn phá hoại cái chánh pháp vậy thôi, chuyện đó là bình thường. Rồi bây giờ chúng ta mang cái gọi là tín đồ Phật giáo hảo mà chúng ta thiếu một cái sự sáng suốt đó, là chúng ta thất bại nè.
Bây giờ xin hỏi quý vị nè, cái đạo Phật dạy cho chúng ta để làm gì? Để giác ngộ và giải thoát, để thành ông Phật hả? Hả? Giống như các vị Phật hả? Đặc biệt trong cái đạo Phật là nó rất hay về cái chỗ đó, người tu mà đạt đến cái chỗ giác ngộ giải thoát rồi sẽ thành Phật hả? Hả? Thì bây giờ đó cái mục đích Đức Phật dạy chúng ta để thành Phật. Mà bây giờ thí dụ nè, có một người tự xưng là một đấng giác ngộ để thành một cái vị giáo chủ vậy đó, thì bây giờ cái chuyện đó bình thường đó, cũng đâu có bằng ông Phật. Mà Phật dạy, thầy dạy chúng ta thành Phật hả? Mà quý vị mà thiếu cái sự sáng suốt rồi nổi sân nổi si lên cho người ta vậy là xưng là như vậy là không có tốt, phải bắt người ta uống nước ít xít là mình mất đi cái lòng từ bi rồi. Quý vị thấy không? Rồi mai mốt nè, trong cái thời kỳ mà pháp này thì mới sơ sơ mà quý vị nóng rồi ha. À, bây giờ mai mốt nó thêm 5-7 ông giáo chủ nữa. Có một ông này xưng là giáo chủ à, có một người này xưng giáo chủ à, mà cái thể 1-2 ngàn tín đồ bị ảnh hưởng đó, sân si nổi lên, bắt người công an phải đi vào cuộc, rồi bắt con người ta phải thử thách nào là uống nước ít xích giống thầy tôi ha. Như là quý vị quên đi hai cái từ quảo, quên đi cái từ bi hỷ xã của mà Đức Phật cũng như Đức Thầy của chúng ta chỉ dạy. Rồi mai mốt nổi lên chừng 5-7 ông nữa là cái tín đồ hoài hòa hảo này là mất tiêu hết trơn luôn, nổi sân cục luôn rồi. Thành thử ra cái chỗ này là đáng là cho chúng ta chi miệm lại và phải sửa đổi một cách cụ thể. Rồi Đức Thầy dạy sao trước ngày trước họ không biết họ hà khắc ta, mà chúng ta hôm nay á làm đành sao đó. Cái chỗ này là mình dạch qua cái tôn chỉ hành đạo của thầy đi, trong quyển 6 quý vị thấy một cách rõ ràng luôn. Thành thử cái chỗ này cũng là một cái cuộc thi, là cũng như là một cái thử thách cho tất cả tín đồ của chúng ta, dầu cho cái thằng nào cũng vậy, cái ông nào cũng vậy, cái người nào cũng vậy, xưng nó là Phật tổ Phật thầy cũng được, xưng là Đức giáo chủ cũng được, Đức thầy cũng được, kệ nó đi. Mà nhưng có một cái mình phải nhận định một cách rõ ràng, vì cái đó mà mình đánh mất đi cái từ bi của mình để đánh đấu đá với người ta, thì cái đó là cái lỗi của mình. Cũng như lục tổ ngày xưa dạy sao, cũng như hôm nay Đức thầy cũng vậy. Ai cũng ráng xét mình, nếu còn đánh xấu rồi đinh trong mày thì tự mình xét thấy của mình đi, đang mình làm sao cho nó tròn được một người học trò tốt, biết dâng lời theo thầy tổ. Nó cũng như tổ ngày xưa lục tổ cũng như, nếu thấy người làm lỗi ấy lỗi mình chẳng sai, người lỗi ta không lỗi, ta lỗi bởi chê bai, cái đó là cái lỗi của mình chứ không phải là lỗi của tất cả, không phải cái lỗi của một ai hả. Thành tử ra nè, mai mốt là quý vị nhớ nha, thêm một ông giáo, ông mà xưng lên giáo chủ, ông xưng lên là Đức Phật đó, là quý vị chết ở chỗ này nữa. Rồi quý vị vì cái chỗ đó đó quý vị nổi sân lên, rồi cho người ta uống nước xít, rồi nhận nước người ta vậy đó, là quý vị mất đi cái từ bi đó. Là cái chỗ này là cái chỗ thất bại của quý vị á. Trời ơi, mới có ông mà Phật dạy để thành Phật luôn, mà ông này giỏi quá, ông xưng là một giáo chủ gì thôi chưa phải ông Phật nữa, mà quý vị còn nổi sân lên để mất đi cái từ bi hết trơn rồi, là quý vị chết chỗ này. Thành thử ngày xưa mà khi cái mẫu chuyện á mà Đức Thầy dẫn ông Biện Đài Ngô Thành Bá mà đi đăng núi Tà Lơn á, thì Đức Thầy có nói với ông Biện Đài như thế này: quả hảo phước lớn quả to đó quý vị, bây giờ phước lớn chúng ta đã được một vị Phật lâm phàm, một ông Phật Việt Nam nói ngôn ngữ Việt Nam dạy chúng ta dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn, đó là cái phước báo à, phước lớn. Mà quả to là sao? Là sau này nè, sau này sẽ xử phân hết trơn à. Nó coi quý vị có làm tròn cái bổn phận làm tín đồ hay không à, mình có làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của một người học đạo hay không. Chứ cái sân cái si mà chúng ta tham sân si mà chúng ta không trừ được á, thì quý vị khỏi cần mong đi, không có làm thầy làm tổ, không có chứng đạo gì, không có dự được về dự hội Long Hoa luôn, chứ đừng nói làm thầy làm tổ gì. Có một chút xíu đó mà ông nào ông ấy lên nổi sân lên không đó, đòi cho công an vào cuộc, rồi cho đổ nước ít xít nhận nước gì tùm lum tùm la, chứ quý vị thấy không, thất bại rồi. Cái chỗ này phải rút kinh nghiệm lại. Bây giờ theo huynh nghĩ đó là làm sao để mà mình phân được chánh tà trong cái màn cuối là... Ô nó dễ ợt, là nếu mà chúng ta cần nghiên cứu tuân hành theo cái tôn chỉ hành đạo thôi, chỗ này Đức Thầy cũng dạy rất rõ. Ví dụ là qua một câu thôi, thầy nói là bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không, nói cho bốn đạo rõ lòng ấy là trơn chánh với hồng vinh giang.
Còn đi vào cái tà chánh đó, chúng ta phải dựa vô cái gì? Dựa vô cái bát chánh đạo. Trong bát chánh đạo á, nó có 8 điều là nó chỉ cho gì? Giới định tuệ rất rõ ràng. Cũng như nói về cái giới á, thì mình phải đi vào ba chánh là cái chánh mạng mình à, chánh nghiệp nè, cái chánh ngữ. Nếu mà chúng ta dành giữ được ba cái chánh này thì cái giới lực của chúng ta tinh nghiêm rồi ha. Rồi về định nè, định thì chúng ta gồm có cái gì? Là chánh tinh tấn nè, nhờ cái sự tinh tấn nó rèn luyện cho cái thân tâm của chúng ta không bị dè đãi á, rồi đi vào cái chánh niệm, rồi đi vào cái chánh định, nó thuộc về định. Còn nói về mình được huệ phát khai á thì có hai chánh nữa, là phải chánh tư duy. Nhờ cái tư duy đó, là cái tư tưởng của mình đó, suy gẫm của mình đi vào cái chánh tư duy, một quấy thanh cao, hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ, trên cùng dưới dầu thầy dạy tới, tưởng một điều trơn chánh mới màu diệt, vui sai mèo mã đâu đâu, hãy dép gác nhớ câu lục tự, là đi vào cái chánh tư duy. Và cái chánh kiến là chánh nhìn đúng xem sự thật đó. Mình có một cái chánh kiến, chánh tư duy thì chúng ta có đâu có bị lầm lạc, ha. Thì mình muốn khỏi phải bị tà thần cám dỗ, bị cái phái gọi là vô thần á, thần quyền á, mà nó cám dỗ mình á, nó dụ dỗ mình á, mình phải lấy vào cái bát chánh đạo để làm cái tiêu chuẩn, là một cái mục đích. Đó là 8 đường để chúng ta đi đến cái sự giác ngộ, và 8 con đường đó dẫn dắt chúng ta đi về tới cái chỗ gọi là niết bàn cứu cánh rồi, ha, là được giải thoát rồi, trở về cái thể tánh an nhiên gọi là Phật tánh đó quý vị. Thì nhờ cái 8 điều đó là bát chánh đạo. Đạo là con đường, mà con đường lớn để dẫn dắt chúng ta đi đến chỗ giải thoát hoàn toàn. Thì chúng ta khỏi sợ bị lầm lạc vào nẻo tà thì phải dựa vô. Một là cái giới luật tương nghiêm, đối với Phật giáo Hòa Hảo phải lấy 8 điều đang cấm, và cái 8 điều trong lời tâm huyết, và đi vào cái bát chánh đạo. Thì quý vị thấy không bao giờ lầm lạc. Thành thử ra Đức Thầy cũng dạy cách cụ thể. Rút lãnh dẹt đây, quý vị đừng có tào lao suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, rồi bàn tán cái chuyện tùm lum tùm la. Mà gánh việc thường hay coi kệ giảng này để làm gì? Để giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ hết tất cả sự gì đâu mê tín mà làm cho đạo đức suy rồi. Rồi cái câu sau nè mới cái thiệt diệu nè đó. Đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta, nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người thứ ta. Quý vị thấy không? Một cái chánh pháp này đó phải dựa vô đây thì chúng ta không bao giờ là lầm lạc đéo ta. Rồi bây giờ người ta lỡ đi cái mục đích có cái gì đó, cái em đó muốn để làm gì, cái đó có nhiều khi người ta cũng muốn đem cái sự tốt đẹp, mà do bị tà thần quyến rũ, là những cái thế lực nào của ma dương gì đó, là cho tâm người ta rối loạn, người ta tự xưng là một vị giáo chủ vậy thôi, mà người ta xưng có bao nhiêu đó, có một người xưng thôi, quý vị thấy thua cái đám ma dương à. Có một người xưng mà quý vị cả ngàn tín đồ, có thể 5-7 ngàn tín đồ từ trong nước tới ngoài nước nghe tên này mà xưng lên ông giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo. Đức Thầy là nói là xưng là tên của thầy luôn, mà quý vị nổi sân lên là quý vị chết. Cái tham sân si mà mình diệt không được nữa rồi mình đi về đâu hả? Bây giờ cái đạo Phật dạy cho chúng ta rất là rõ cái mục đích mà Đức Phật cũng như Đức Thầy nó vì một đại sự nhân duyên ha, để chúng sanh khai thị, chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, để thoát đi cái ba cõi sáu đường ha, là ba cõi mà chúng ta bị già trong cái ba cõi hoài. Quý vị không thấy ba cõi đó là gì? Gồm có cõi vô sắc giới nè, sắc giới, vô sắc giới và dục giới. Ba cái cõi đó là do đâu? Do tâm chúng ta, trong tâm chúng ta lập ra ba cái cõi đó. Mà chúng ta giờ không quay trở về với cái nội tâm mình, để trở về cái thể tánh an nhiên tự tại của chúng ta, mà chúng ta chấp vào. Cũng như quý vị chấp cái có cái quý vị, cái vị đó xưng là Đức Quỳnh Vô Chủ đây, quý vị chấp vào cái có đó là quý vị chết vào cái cõi hữu sắc liền. Mà quý vị mà chấp vô cái không á, ôi thằng đó nó nói gì nói đi, nó không không à, tự nó xưng như thôi, là quý vị cũng chết. Chết vô cái cõi gì? Cõi vô sắc. Mà cái tâm dục vọng của quý vị mà nổi lên á, là quý vị lọt vô cái cõi là dục giới liền. Quý vị thấy không? Rất là ghê gớm. Còn muốn thoát ra cái sáu nẻo luân hồi á, sáu nẻo luân hồi là cái gì? Là sáu con đường là nó chối buộc con người, nó bị đọa đài trong cái sáu nẻo. Mà sáu nẻo ở đâu ra? Cũng do thân tâm của quý vị mà tạo ra. Thì cái thân của chúng ta gồm có gì? Có sáu căn. Nhãn nhĩ thì không nghĩ thì nó là thường tiếp xúc với cái cõi trần này, nó có sắc thinh hương vị xúc pháp, mà
nó bị lục nhập á, bởi vì trong cái đạo Phật gọi là 18 giới á, rồi nó sanh tâm, nó phân biệt đúng sai phải quấy gì đó, xấu tốt nhơ sạch gì đó, là quý vị chết lọt vô cái sáu não luân hồi này. Thành thử ra cái đạo Phật mà nhất là đức thầy của chúng ta dừng năm sắc lệnh, trong đó có một sắc lệnh của A Di Đà, là cái phương pháp để chúng ta vượt qua cái khổ đau của cõi ta bà đó. Làm thương chúng thuyết phương tịnh độ nặng giác diệu tất cả chúng sanh, nếu như ai cố chí, nhớ nha, phải cố chí, rồi làm lành, rồi chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, sẽ cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp tây phương hồi hướng. Còn cái sáu nẻo lưng hồi này do chúng ta, do sáu căn sáu trần mà nó bị nhiễm ô á, thì lập ra cái sáu nẻo. Thành tử cái pháp môn niệm Phật là có sáu tự là Nam Mô A Di Đà Phật, để nhiếp lại sáu căn của mình đi vào cái định đó, giống như cái pháp môn niệm Phật của đức thầy dạy chúng ta rất là rõ ràng đó. Thì quý vị phải gắng cố gắng nghiên cứu về cái giáo pháp của thầy của chúng ta, đi thực hành vào cái chỗ đó, đừng có ra ngoại tạo nữa, đừng có lai giống nữa. Ví dụ cái pháp môn niệm Phật cũng như bên tịnh độ á, thì quý vị hay chạy theo những cái pháp khác không à, dựa vô một cái thế lực khủng nào đó là đi vô 48 lời thề nguyện, quý vị sẽ được ông A Di Đà hay là thánh chúng lời rước, đó là quý vị đi vào cái mê tín đó. Còn cái chỗ mà cái pháp môn niệm Phật của thầy của chúng ta dạy nó rất là siêu màu, đi đến cái chỗ là niết bàn luôn. Ví dụ nè, tôi xin nhắc lại cái pháp môn niệm Phật của đức thầy đây, chúng ta mới thấy một cách cụ thể là chúng ta khỏi phải đi vào cái não tà nè. Đó. Thầy nói là vì tâm của chúng sanh niệm niệm mê làm chấn dứt các vọng niệm về việc thế trần ấy, không cho cõi lòng an lạc, phiền não ăn che, chân tâm mờ ám. Vậy hôm nay hãy thành tâm niệm một niệm Phật, ắt liền một niệm chúng sanh rõ ràng quý vị. Bây giờ quý vị không niệm Phật, quý vị niệm cái gì? Niệm cái lăng xăng lộn xộn, niệm tài, niệm sắc, niệm danh, niệm lợi. Đó. Bây giờ quý vị niệm một niệm Phật đây, Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái thằng vọng niệm kia nó mất đi một phần. Đó. Mà cái niệm niệm Phật ắt lìa được tất cả niệm chúng sanh, cho đến khi nhất tâm bất loạn thì các lòng ham muốn và tình dục không nảy sinh ra được. Là nó cũng như cái mắt dây xích chứ quý vị, cái mắt này nói liền cái mắt kia thì nó đâu rời ra, thì cái tạp niệm nó có xen vô cho quý vị không, quý vị trở về cái nhất tâm không hả? Thì cái chỗ đó chưa có đặc biệt đi đến cái pháp môn niệm Phật đó, mà đức Phật đức thầy của chúng ta còn dạy niệm niệm trong cái bản lai thanh tịnh của chư Phật, để lòng mình nương theo đó, là làm theo đó, giữ gìn theo đó, để không còn trường nhiễm chẳng ai nữa, để đi đến cái chỗ tự tánh an nhiên không, là cái chỗ Phật tánh không, đi vào cái thể tánh gọi là Phật tánh đó, đó là niết bàn đó. Mà quý vị không có theo, quý vị quên đi cái lời của Châu Ngọc, của thầy tổ, quên đi cái vị giáo chủ của mình, mà chạy theo những cái tổ sư nó xưng là cái này cái nọ có ngoại đạo không à, đây là lai giống hết trơn rồi đó. Thì quý vị nhớ đây, thầy của mình dạy đi đến cái chỗ cứu kính à, còn đi chỗ giải thoát đó là do đâu đó. Bây giờ nhắc lại cái lời thầy nè, thầy nói nhãn thấy sắc thường hay bận biệu, tay ưa nghe những điều âm thanh, mắt với tay chọn đều chọn đẹp xinh, còn là mối ưa mùi để im dịu, đồi thơm tho nó ưa, nó chịu sống sợ hay lết gần nguyên của đoạn sao, thầy nói dứt được nó ấy là giải thoát. Thì bây giờ cái thực tế của cái đạo Phật dạy chúng ta, trên cái thực tế trong mỗi giờ mỗi phút mỗi sát na trong cái nhân sanh của chúng ta nó không rời. Thì con người mình có sáu căn nhãn nhĩ thì thân ý nó thường tiếp xúc với sáu trần. Quý vị có thấy khi nào nó rời không? Nó như hình như bóng, nó là cái thể dụng đó. Mà giờ mình đi chạy theo cái mê lầm đó, đi vào cái ô nhiễm của sáu trần, rồi đen với ý thức lầm lạc đó, phân biệt đúng sai phải quấy này kia đủ thứ hết trơn, chánh tà gì đó, quý vị chết chỗ này. Chứ cái đạo Phật dạy rất là thực tế đó. Bây giờ mình phải đi vào cái chỗ này đó, cái chỗ mà thầy dạy chúng ta nè. Thầy nói trong khi các trò ở trong cái biển mê sông khổ, thường hay bị các chướng nghiệp nhiều đời mà làm cho linh hồn phải chìm đắm trong ba cõi sáu đường, xuống xuống lên lên, luân hồi chỉ kiếp rõ ràng hơn. Ấy cũng sự mê lầm của lục căn mà sai đắm lục trần. Còn trong cái bài kia đức thầy dạy trong cò thảo còn đặc biệt nữa, là chúng ta mới đi đến cái chỗ là kim thân thị hiện luôn rồi đó, là thành Phật luôn quý vị. Còn bây giờ nó xưng có một ông giáo chủ mà nhậm vậy, mà phải nổi tham nổi sân như si như đó. Rồi, chị kết thúc cái đề tài hôm nay. Ông Mông Vinh để lời những lời gắm với bà con để mình kết thúc đề tài. Dạ thôi bây giờ nói sao cũng không hết nổi đâu. Cái giáo pháp của thầy của chúng ta dạy rất là siêu màu, nó gồm hết tất cả
Tam Tạng kinh điển mà khi xưa Phật dạy nó, những cái tinh hoa của đạo Phật thì nó nhiếp vào mộ là sấm giảng thi văn toàn bộ của đức thầy của chúng ta chỉ dạy thôi. Bây giờ để kết thúc trong cái buổi hôm nay thì các tường cũng xin kính gửi lời cho tất cả bổn đạo chúng ta phải cố gắng đi, phải nắm chặt cái căn bản giáo lý Phật giáo hảo đi, phải thường xem kệ giảng và thực hành ngay cái tôn chỉ hành đạo, thì tất nhiên một con người nó trở thành một sự sáng suốt, trí tuệ nó đầy đủ thì quý vị không bị bao giờ lạc lầm vào nẻo ta.